Xin chào mọi người, tiếp tục với các video về giới thiệu và đánh giá sản phẩm của công ty Nhất Tiến Trung. Thì trước mặt mình đây là một dòng sản phẩm cực kỳ mới của Super Micro. Hiện tại là xu hướng về AI, HPC hay là Machine Learning nó rất là hot. Và những hệ thống bên dưới như là xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo thông minh càng ngày càng phát triển. Thì với dòng sản phẩm Super Micro Super Storage này với tên gọi là 640SP-E1CR có khả năng lưu trữ cực kỳ cao, nó sẽ giúp ích rất nhiều dành cho những doanh nghiệp đang đầu tư trang bị những hệ thống, những hạ tầng về AI hiện nay. Thì trên tay mình đây là dòng sản phẩm Super Micro Super Storage 640SP-E1CR60. Cái đuôi 60 tượng trưng cho khả năng lắp đặt lên đến là 60 ổ cứng cho cái thiết kế 4U này. Tổng quan qua một chút thì đây là dòng sản phẩm lưu trữ mới của Super Micro được cải tiến rất là nhiều so với thế hệ cũ. Như các bạn có thể thấy, bây giờ một thiết kế 4U này lắp đặt lên là 60 ổ cứng và cực kỳ hữu dụng dành cho khả năng số able, tức là mình có thể dễ dàng trong cái việc triển khai, vận hành và bảo trì bảo dưỡng. Cùng với đó là khả năng xử lý cực kỳ cao của bộ nhớ lên đến 4TB, 8TB, hoặc là cái khả năng cộng build của CPU Intel Scalable Gen 3 lên tới 72 core trên một thiết bị. Như vậy sẽ giúp cho một hệ thống lưu trữ với 60 ổ cứng này là lên tới gần 2000TB và khả năng xử lý cộng build rất là nhanh chóng, kết hợp với những hạ tầng xử lý về GPU hiện nay của NVIDIA. Những hạ tầng đó nó sẽ cải tiến rất là nhiều dành cho hạ tầng AI, HPC và Data Analytics hiện nay. Thì với dòng sản phẩm là Super Micro 640SP-E1CR này sẽ giúp cho các doanh nghiệp của mình đầu tư trang bị một hệ thống lưu trữ dễ dàng và linh động trong cái việc vận hành bảo trì. Như các bạn có thể thấy, thay vì những cái thiết kế cũ nó sẽ mở từ phía trên lên, thì với dòng sản phẩm 640SP-E1CR60 này, mình chỉ cần kéo một cái roll bar, tức là một cái thanh trượt về khoang đĩa ổ cứng, mình kéo ra phía trước và mình sẽ thay thế lắp đặt toàn bộ ổ cứng trên này. Như vậy thì sẽ tiện dụng hơn trong cái việc lắp đặt và triển khai. Bên cạnh đó thì còn hỗ trợ thêm tính năng là hot swap cho ổ cứng. Như vậy thì những hệ thống mà mình cần nâng cấp mà vẫn đảm bảo cái khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, không bị downtime. Bên cạnh đó thì tất cả những thiết kế của Super Micro 640SP-E1CR này nó hỗ trợ hoàn toàn là tool design. Nó giúp cho những anh IT kỹ sư hoặc là những anh về engineer có thể vận hành thao tác mà không cần những cái dụng cụ như là ốc vít hay là những cái thao tác về mở nó khó khăn hơn hồi xưa. Thì bây giờ với thiết kế là toolless design này, mình sẽ dễ dàng vận hành bảo trì bằng những thao tác bằng tay thông thường thôi. Với những cái chốt mà các bạn có thể thấy nó màu xanh ở phía trên á, nó những cái chốt nhựa màu xanh dương đó, thì mình chỉ cần mở những cái chốt đó ra và mình thao tác nhanh chóng nhẹ nhàng hơn. Như vậy đã có thể bảo hành, thay thế, nâng cấp cái hệ thống lưu trữ của mình. Và bên cạnh đó thì những cái tác vụ khác dành cho khối về Cloud Service Provider thì có thể tận dụng cái mật độ lưu trữ 60 ổ cứng này trong một thiết kế 4U. Như vậy một thiết kế 4U này có thể khả năng lưu trữ lên tới là gần 2000TB rồi. Thì các bạn có thể định hình là mình có thể nâng cấp khả năng lưu trữ và tạo ra cái nền tảng là multi cloud cho khách hàng với mật độ rất là cao, lên tới hơn 1000TB và trong một thiết kế 4U. Cùng với đó là khả năng mở rộng thông qua các GPU để mình có thể phân tích ngay tại biên hoặc là phân tích những hình ảnh cơ bản cũng như là trích xuất để mà mình có thể tạo ra một cái hệ thống lưu trữ CCTV. Thì dòng sản phẩm Super Micro 640SP-E1CR60 này đang được đánh giá cao và rất là nhiều khách hàng đầu tư sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, từ Data Analytics, Data Lake, những cái workload dành cho AI, HPC hay là một cái vùng lưu trữ riêng cho Private Cloud hay là những cái nhà cung cấp về Multi Service Provider. Thì đây là dòng sản phẩm được cung cấp bởi Nhất Tiến Trung, là một nhà phân phối Super Micro chính thức tại thị trường Việt Nam. Thì để thông tin chi tiết hơn cũng như là có thể tìm hiểu sâu hơn về dòng sản phẩm Super Micro 640SP-E1CR60 này, các bạn có thể truy cập vào website thegioimachu.vn hoặc liên hệ với đội ngũ kinh doanh để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe cũng như là theo dõi kênh YouTube của công ty Nhất Tiến Trung để đón xem những video mới nhất về đánh giá và giới thiệu sản phẩm của công ty. Xin chào và hẹn gặp lại.